Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình một cái nền ngay chợ. Thì với cô chú anh chị em nào có cần tìm một cái nền ngay chợ thì đây là một cái nền cũng khá là đẹp. Thì cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo vị trí nền ha. Thì đây thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 9 km. Thì chúng ta sẽ tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì huyện Phong Điền này thì cũng đang phấn đấu lên làm quận Phong Điền nha. Đây là cái vị trí chợ. Thì nhà làm chợ đằng đó, đằng đây thì bán rau củ quả này. Đi buổi chiều thành ra tiểu thương cũng đã về hết rồi, chỉ còn lại khu này trống ha. Đó, đây là cái thành lập chợ để mua bán ngay chỗ này ha. Thì đường trước nhà thì đường 7 m, lề mỗi bên là 5 m, tổng con đường khoảng 17 m. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi vị trí nền. Còn khi dự ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán. Nền đang quay về hướng Bắc. Thì nền ngay trung tâm chợ Phong Điền. Thì cái diện tích nền thì bề ngang là 5, chiều dài 21,5, có mương hở ở phía sau. Đây là một cái nền chợ rất là đẹp. Nền này hồi xưa là tái định cư nha, đã có sổ hồng sẵn hết trơn. Thì mua bán thì ra công chứng liền được. Cái đường này đi thẳng là thẳng là ngay chợ, còn đi ngược trở lại là sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Cừ được nha. Từ thành phố Cần Thơ mình đi đường Nguyễn Văn Cừ, mình chạy thẳng vô đây thì sẽ dài vô đây, là nó rẽ nhánh này đi vô ngay chợ cũng được luôn. Ở đây thì hồi trước nó có phân ra lô vé số rồi để tập trung mua bán ở đây. Thì một cái nền ngay chợ thì rất là đẹp luôn đó. Thì vị trí nền thì nó ngay chỗ này nha. Thì nền này thì nói chung nó không có dính cống. Cặp bên thì có một cây trụ trụ điện có đèn chiếu sáng rồi luôn ha. Thì tại trung tâm Phong Điền thì đầy đủ tiện ích hết, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề được luôn. Ở đây cái nền vuông vức rất là đẹp. Từ mấy nhà đó qua mấy nhà đây còn trống một cái nền, vừa bề ngang 5, dài 21,5, sổ hồng thổ cư, mua công chứng liền được. Đó, cái hướng này đi thẳng ra là đẳng, là đi quẹo trái nhẹ cái là ra đường Nguyễn Văn Cừ. Đường này một bên là nhà, một bên là khu chợ, thành ra bên này nó không có thấy nhà. Còn dài đây thì nhà mọc lên cũng rất là nhiều. Đây là một cái nền chợ rất là đẹp. Thì quý cô chú anh chị em nào có cần sở hữu diện tích bề ngang 5, dài 21,5, thì giá bán dao động của chủ đưa ra là 2 tỷ 6, giá còn thương lượng nhẹ. Thì để đi vô cái nền cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn. Hai bên các nhà đã gọi hết trơn, thì còn cái nền chính giữa thì nền này cũng đã cao hơn lộ. Đó, từ đây qua đây là 5 mét, chạy dài vô tới trong kia là 21,5 m, có mương hở ở phía sau. Thì đây thì sát cũng cách một dãy nhà là đường đường 30 m nha. Đó, đây quay về đây thì lại là hướng Bắc. Khu đối diện cái này là cái chợ. Thì trung tâm của Phong Điền thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến mình coi. Khu này thuận tiện mua bán đa ngành nghề. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, rất mong được quý cô chú anh chị em mình đăng ký video tại dưới phần video, dưới phần video.